khai mạc triển lãm công nghệ C-Tech 2014 tên từ Chiba City. Đến với cuộc triển lãm C-Tech năm nay, hãng sản xuất các thiết bị y tế Orom cho ra mắt robot đánh bóng bàn sử dụng công nghệ theo dõi chuyển động để có thể thi đấu với một cầu thủ và thực hiện với những cú đánh dễ cho đối phương. Takuya Suyaguchi là quản lý trung tâm phát triển công nghệ của tập đoàn Omron cho biết, robot bóng bàn này có thể nhận định tình hình và hành động phù hợp với người chơi. Đây là một công nghệ quan trọng khi con người sử dụng máy móc để làm việc. Đối với những người tìm kiếm một cuộc gặp gỡ cá nhân, thì Toshiba cũng đã giới thiệu Android giao tiếp mà họ gọi là Miss Aiko Chihira. Android có 43 động cơ cho phép có thể di chuyển và thể hiện ngôn ngữ cử chỉ của Nhật Bản để hỗ trợ cho lời nói. Sản phẩm sáng tạo này của Toshiba được thiết kế với vai trò như là một người bạn. Giám đốc bộ phận phát triển kinh doanh mới của Toshiba là ông Hitoshi Tokuda giải thích rằng ngày càng có ít người có thể dễ dàng làm bạn cho một cuộc trò chuyện. Vì vậy, họ muốn tạo ra một thứ có tác dụng trị liệu và sẽ không có gì lạ khi người máy có mặt ở trong nhà của một người nào đó. Toshiba hy vọng là Miss Aiko Chihira sẽ hoạt động tại Thế vận hội Nhật Bản năm 2020 như ở các trung tâm thông tin. Ngay cả công ty truyền thông TE Connectivity cũng chứng minh vai trò hiện đại khi sử dụng một con robot khủng long T-Rex biết chuyển động, theo sau là các vũ công. Công ty này cho thấy rằng những robot điều khiển từ xa có thể được sử dụng cho bất cứ việc gì trong tương lai. Triển lãm công nghệ C-Tech 2014 sẽ diễn ra cho đến thứ Bảy tuần này. Năm ngoái thì sự kiện trên đã thu hút khoảng 140.000 lượt người đã đến tham viếng.